Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày mới thì mình sẽ phép gửi lời chúc đến các bạn cũng như người thân gia đình của bạn ngày mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe mới nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi biểu tượng Murat, cũng như là hướng dẫn chơi lối lên đồ bảng ngọc cho những bạn mới tập chơi hoặc là những bạn chưa chơi Murat nhé. Về bảng ngọc thì mình sẽ nói như sau. Thì bảng ngọc mình sẽ dùng ngọc 3 nhé các bạn. Ngọc 3, ngọc đỏ thì các bạn lên cho mình công vật lý xuất sắc hoặc là công vật lý hút máu. Về ngọc tím thì các bạn lên cho mình hút máu này hoặc là công vật lý và tốc chạy để vật tốc chạy. Về phần ngọc xanh thì các bạn lên cho mình trang bị, thì đầu tiên các bạn lên cho mình kiếm chi hồn. Thì với kiếm chi hồn thì các bạn thứ nhất là các bạn sẽ có được giảm thời gian của chiêu này, thứ hai là về cái phần của tăng kiếm chi hồn đấy là khi nó hồi chưa xong thì nó sẽ gây thêm sát thương phép, và trong thời gian tăng dụng thì nó sẽ gây thêm 5% sát thương đối với mục tiêu bị của kiếm chi hồn nhé. Về cái món thứ hai là mình sẽ lên về giày. Giày thì mình sẽ lên giày lưu mục để có tốc đánh. Nếu các bạn chơi trắng tay thì các bạn có thể lên cho mình giày kết cường để có thêm khá hiệu ứng nha các bạn. Và tiếp theo nữa sẽ là phức hợp kiếm. Phức hợp kiếm sẽ cho mình thêm công vật lý này cũng như tốc đánh và thời gian giảm hồi chiêu, kèm theo đó là hút máu 10% hút máu nhé. Với nội tạng của kiếm phức hợp kiếm thì sẽ gây thêm sát thương khi các bạn sử dụng kỹ năng. Và món đồ tiếp theo mình muốn lên đó là thương long cứu nất. Thì với cái thương này thì các bạn sẽ có thêm thời gian giảm hồi chiêu này, kèm theo đó là khả năng xuyên giáp và máu tối đa. Món đồ tiếp theo đó là kiếm Murasa. Kiếm Murasa thì sẽ mang lại cho vị tướng này khả năng xuyên giáp 100% và thời gian giảm hồi chiêu. Món đồ cuối mình lên đó sẽ là Nightfania. Với Nightfania thì sẽ cho thêm công lý nhiều hơn này, kèm theo đó với cái nội tạng của Nightfania là khi máu của mục tiêu dưới 5% ấy thì mục tiêu đó sẽ phải nhận thêm 30% sát thương từ bạn nhé. Và đó là lối lên trang bị. Còn tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi. Đó, đầu tiên thì các bạn tiến nội tạng và sau đó lên và các bạn dùng chiêu cuối rồi các bạn biến lại kích hoạt chiêu một để quay về cho cũ. Chơi thì cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần như vậy thôi. 3, 4 này. Đó, và chiêu một xuống rồi chiêu cuối. Đấy. Sau đó các bạn chiêu một lại giật về. Cứ như vậy, và một điều cực kỳ quan trọng khi bạn sử dụng kỹ năng này đó là bạn cần phải có quái. Và để có quái thì đầu tiên là đầu đường bạn cần quái gần đường này. Tức là trong lúc đang giao tranh thì bạn sẽ cần có quái gần để được lấy cái khoản chiêu cuối. Các bạn có chiêu cuối khi vào giao tranh. Nếu như các bạn đã cảm thấy mình quá xanh sao rồi ấy, thì các bạn có thể tích thẳng nội tạng lên tướng luôn. Tức là các bạn sẽ dùng chiêu một này công kích thẳng lên mục tiêu là kẻ địch, tướng địch, và các bạn bắt đầu kích hoạt. Nhưng mà các bạn chú ý là mục tiêu tướng không phải là khống chế hay là những vị tướng là dồn sát thương khủng hay không, để chắc chắn rằng các bạn không bỏ mạng ở những pha đó. Đó, chiêu 1 này, lên và chúng ta ăn lên. Thì lối chơi là như vậy thôi. Và tiếp theo nữa là các bạn can chiêu cho mình này. Với các bạn phải xem chắc chắn thời gian giảm hồi chiêu của chiêu cuối này, cũng như là chiêu đầu và chiêu 2 kết hợp với
ba chiêu thức này thì sát thương của bạn gây ra sẽ vô cùng lớn. Còn nếu các bạn nếu như các bạn là bạn lớn chưa hồi chiêu thức thì sẽ cực kỳ yếu nha các bạn. Chiêu này với những món đồ mình đã trang bị ấy, thì thời gian hồi chiêu sẽ là tối đa là 40%, tức là các bạn kể cả không có bùa xanh thì khả năng hồi chiêu của bạn vẫn là đạt tối đa nhé, để các bạn đảm bảo thời gian hồi chiêu đúng lúc này. Đấy, tức là với vị tướng này thì khả năng hồi chiêu là vô cùng quan trọng, nên là các bạn cần nhiều thời gian hồi chiêu hơn. Toro và John bên bạn thì không kịp chạy rồi. Sẽ là lên cho hai bạn. Chiều cuối. Easy đúng không các bạn? Nếu các bạn đã thông thạo thì sự chơi vị tướng này có thể là hack não đối với team bạn. Tuy nhiên thì với cách khắc chế vị tướng này sẽ là ăn hết quái rừng hoặc là bắt bóng bắt bài ở vị trí tung kỹ năng đầu tiên nhé. Thì kỹ năng đầu tiên tức là các bạn tung chiêu thức đi này thì Murat nó sẽ để lại một cái bóng. Ở lần kích hoạt thứ ba thì Murat sẽ quay trở lại với cái bóng đó. Nếu muốn bắt bài của vị tướng này thì các bạn chỉ cần canh cái bóng đó và thế là an thôi. Một khi Murat đã hết chiêu thì sẽ vô cùng yếu như các bạn. Vì máu của Murat khá là máu sát thủ mạnh. Chuẩn bị lên giao tranh này. Đấy.
Butterfly tìm bạn định làm một pha cướp rồng, nhưng mà bạn ấy đã thất bại mất rồi. Các bạn có thể sử dụng kỹ năng mình đã nói để farm đẩy lính nha các bạn. Đó, các bạn chưa một lên này, sau đó chiêu cuối này. Nếu lính chưa chết hết thì các bạn có thể sử dụng chiêu 2 hoặc là đòn đánh thường, sau đó các bạn kích hoạt chiêu 1 để trở lại vị trí. Vâng, ở đây có giao tranh thì mình cần phải vào giao tranh để giúp team của mình. Tích này, chiêu 2 này. Ok, double kill. Triple kill rồi. Một pha có thể nói là rất là thơm cho mình. Cái đoạn vừa nãy thì clip của mình lỗi nên là mình phải lược đi một đoạn. Chiêu 1 lên. Đó, sau đó dùng chiêu cuối. Đó. Rồi đánh thường. Rồi chiêu 1 lên. Tích. Vị tướng Murad là vị tướng sử dụng kỹ năng tốn rất là nhiều mana, nên là các bạn chú ý bột xanh nhé. Nếu đầu trận mà các bạn đã bị team bạn cướp bột xanh thì các bạn có khả năng là phế rất cao, nên là một phần nữa là cũng phải do đồng đội của team bạn như thế nào. Nếu đồng đội của team bạn là chôn ăn quái rừng hay là thế nào chẳng hạn, hay là không bảo kê bóng của bạn thì sẽ rất là khó đánh nhé. Team bạn đang sử dụng kỹ năng nên là khả năng biến thường của Toro sẽ được tăng thêm 20% các bạn. Nhưng không, 20% phải chết với mình. Đánh này, đánh này. Rồi, nguy cơ mình chết vào này. Rồi, Sephora team bạn đã chấm dứt mình. Khá là đen cho mình rồi. Mình đã phun đồ rồi, còn team bạn thì vẫn chưa có ai phun. Thì các bạn nên bán rời và lên cho mình giáp hộ mệnh nhé. Thì giáp hộ mệnh sẽ giúp các bạn hồi sinh, bởi vì đồ này sẽ khá là quan trọng và nó còn chỉ có tác dụng 2 lần thôi. Tức là các bạn bị hạ gục 2 lần thì cái giáp hộ mệnh này sẽ không còn khả năng hồi sinh nữa nhé. Đó. Giao tranh này, để mình chuẩn bị giao tranh thì bạn. Chắc đây sẽ là giao tranh lần cuối rồi. Chiều cuối này, trực chỉ nữa, đó, sau đó các bạn rơi. Có lẽ đây là giao tranh gần cuối rồi, clip của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu các bạn xem clip của mình mà thấy hay thì các bạn nhớ để lại cho mình một đăng ký kênh và một nút like nhé. Các bạn có thể chia sẻ với mình được. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Butter tìm bạn thì chắc có lẽ không thể đỡ được pha này rồi. Clip của mình đến đây là hết nha. Bye bye mọi người.